lần thứ 4 với sự tham gia của các khách mời: ông Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Hội Giáo dục Nghề nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, chuyên gia dự báo nhu cầu nhân lực; ông Nguyễn Quốc Khanh, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang; ông Nguyễn Thanh Hải, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nghề An Giang; ông Phùng Danh Sa, trưởng bộ môn lắp đặt thiết bị cơ khí, Trường Cao đẳng Nghề An Giang. Chương trình được phát trực tiếp vào lúc 10 giờ 15 phút ngày 18 tháng 12 năm 2022 trên sóng truyền hình ATV của Đài Phát thanh Truyền hình An Giang, kênh YouTube ATV Tin tức, trang fanpage Đài Truyền hình An Giang, trang fanpage Trường Cao đẳng Nghề An Giang. Quý khán giả quan tâm có thể đặt câu hỏi cho các khách mời chương trình bằng cách để lại bình luận trên trang fanpage Trường Cao đẳng Nghề An Giang, và có thể gọi về cho chương trình qua hai số điện thoại 02966555577 và 02966555588. Kính mời quý khán giả đón xem và tham gia giao lưu cùng chương trình. Kính thưa quý vị, với sự tác động mạnh mẽ từ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, không chỉ đổi mới về công nghệ sản xuất dịch vụ mà quá trình quản trị phát triển cũng đang hướng đến quản trị số và chính phủ số. Và hiển nhiên thì chuẩn bị nhân lực cho cái quá trình này là một việc làm cần thiết và được ưu tiên hàng đầu. Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 với công nghệ mới cũng tạo ra rất là nhiều cơ hội để phát triển cho mỗi người lao động, cơ hội tiếp cận tri thức và cơ hội nâng cao tay nghề cũng khá là mở rộng. Thưa quý vị, để có những hướng đi đúng và đáp ứng được cái nhu cầu của thị trường nhân lực hiện có ở tỉnh An Giang, thì ngày hôm nay Trường Cao đẳng Nghề An Giang kết hợp với Đài Phát thanh Truyền hình An Giang thực hiện chương trình tọa đàm trực tiếp với chủ đề tư vấn hướng nghiệp và nhu cầu nhân lực đáp ứng cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Tham gia buổi tọa đàm hôm nay xin được trân trọng giới thiệu ông Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Hội Giáo dục Nghề nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, chuyên gia dự báo nhu cầu nhân lực; ông Nguyễn Quốc Khanh, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang; ông Nguyễn Thanh Hải, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nghề An Giang; ông Phùng Danh Sa, trưởng bộ môn lắp đặt thiết bị cơ khí, Trường Cao đẳng Nghề An Giang. Vâng, xin chân thành cảm ơn các vị diễn giả khách mời đã dành thời gian đến tham gia chương trình. Kính thưa quý vị, có mặt tham gia trực tiếp chương trình ngày hôm nay thì còn có sự góp mặt của các em học sinh đến từ trường Trung học Cơ sở Bình Khánh và trường Trung học Phổ thông Nguyễn Hiền. Và chương trình của chúng ta cũng đang được phát trực tiếp trên sóng truyền hình của Đài Phát thanh Truyền hình An Giang, trên kênh YouTube cũng như là trang fanpage của Đài Phát thanh Truyền hình An Giang và trang fanpage của Trường Cao đẳng Nghề An Giang. Và ngay bây giờ, nếu như mà quý vị có những cái câu hỏi hoặc là những thắc mắc liên quan đến chủ đề chương trình ngày hôm nay thì quý vị đừng ngần ngại mà chúng ta có thể comment ngay vào trang fanpage của Trường Cao đẳng Nghề An Giang hoặc là liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua các số máy 02966555577 và 02966555588. Chúng tôi sẽ ưu tiên trả lời những câu hỏi nào liên quan đến chủ đề của chương trình và đặc biệt là liên quan đến chương trình đào tạo của Trường Cao đẳng Nghề An Giang. Kính thưa quý vị, mở đầu chương trình ngày hôm nay xin mời toàn thể quý vị chúng ta sẽ cùng theo dõi phóng sự Trường Cao đẳng Nghề An Giang, nơi đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao của tỉnh. Tiền thân của Trường Cao đẳng Nghề An Giang là Trường Trung học Kinh tế Kỹ thuật An Giang, được thành lập năm 1962, và Trường Dạy nghề An Giang. Đến năm 2007, Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang quyết định đổi tên thành Trường Cao đẳng Nghề An Giang. Đến nay, sau 15 năm phấn đấu, Trường Cao đẳng Nghề An Giang đã trở thành một trong những cơ sở đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao đẳng, trung cấp, đạt chất lượng cho tỉnh. Trường Cao đẳng Nghề An Giang trực thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang, được quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp bởi Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Sứ mệnh của trường là cung cấp đầy đủ cho học sinh sinh viên những chương trình giáo dục nghề nghiệp chuyên ngành, giúp học sinh sinh viên phát triển năng lực thực hành cũng như năng lực nhận thức về văn hóa, chính trị và chuyên môn. Thông qua đó, học sinh sinh viên sau khi tốt nghiệp sẽ có kiến thức tốt và kỹ năng tay nghề đảm bảo đáp ứng nhu cầu thị trường lao động trong và ngoài tỉnh. Trường Cao đẳng Nghề An Giang đã đặt ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2030, xây dựng trường trở thành cơ sở đào tạo chất lượng cao theo kế hoạch phát triển hệ thống giáo dục nghề nghiệp của tỉnh An Giang giai đoạn 2022-2030. Thông qua việc ứng dụng các chương trình đào tạo tiên tiến có giá trị thực tiễn cao, đáp ứng tốt nhu cầu thị trường lao động trong và ngoài tỉnh. Trường Cao đẳng Nghề An Giang hiện có 13 đơn vị trực thuộc, gồm 6 khoa: sư phạm giáo dục nghề nghiệp, cơ khí, điện, công nghệ thông tin, xây dựng và kinh tế, du lịch và công nghệ thời trang; 6 phòng chức năng, tổ chức hành chính, đào tạo nghiên cứu khoa học, công tác học sinh sinh viên, quan hệ doanh nghiệp và hợp tác quốc tế, quản trị thiết bị, khảo thí và đảm bảo chất lượng và tài chính kế toán, và trung tâm ngoại ngữ tin học. Trường có 205 cán bộ, viên chức và người lao động,
Trong đó, giảng viên là 143 người, một người có trình độ tiến sĩ, 68 người có trình độ thạc sĩ, đại học là 74 người, 100% giảng viên đều có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dạy nghề, chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia bậc 3/5 đạt yêu cầu về trình độ tin học và ngoại ngữ. Trường được Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cấp phép đào tạo 34 mã ngành nghề với 19 nghề trình độ cao đẳng và 15 nghề trình độ trung cấp. Bên cạnh đó, trường được cấp phép đào tạo 13 nghề trình độ sơ cấp và 54 chương trình đào tạo thường xuyên. Trong công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học, trường đã hợp tác hiệu quả với tổ chức GIZ, tiếp nhận 5,6 tỷ đồng đầu tư cho phòng học e-learning và các thiết bị hiện đại, ký kết mở nhiều lớp đào tạo thường xuyên cho người lao động bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 và người yếu thế, ban hành chương trình đào tạo theo chuẩn của Cộng hòa Liên bang Đức và đã chiêu sinh mở lớp trong năm 2021, ban hành định mức kinh tế kỹ thuật, công bố công khai chuẩn đầu ra cho tất cả các chương trình đào tạo của nhà trường, ban hành sử dụng bổ sung đảm bảo đủ 100% giáo trình cho tất cả các ngành nghề, đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp về dịp mở 3 nghề đang có nhu cầu cao trên thị trường lao động, gồm công nghệ kỹ thuật kiến trúc, họa viên kiến trúc và cơ khí xây dựng, dự kiến tổ chức chiêu sinh trong năm 2023. Song song đó, trường cũng thực hiện rà soát điều chỉnh toàn bộ chương trình đào tạo, đổi mới phương thức đào tạo theo tích lũy module tín chỉ. Năm 2022, tuyển sinh của trường đạt kết quả khả quan với 1.250 chỉ tiêu, đạt cao nhất trong các năm qua. Đặc biệt, tuyển sinh được nhiều lớp bồi dưỡng, các lớp đào tạo thường xuyên liên kết đào tạo. Bị kích thích bởi những cái món đồ cơ khí ở nhà bố em làm, và em có tìm hiểu đến và em biết được ngành cơ điện tử và em quyết định theo học cơ điện tử theo chuẩn của Cộng hòa Liên bang Đức. Và cái môi trường học thì rất là tốt và nó theo kịp các thiết bị của hiện đại của công nghệ 4.0. Với hệ thống phòng thực hành tiên tiến được trang bị tại chỗ, các phòng học đều có trang thiết bị đồ dùng dạy học tiên tiến, có thể ứng dụng linh hoạt thực tế từ cơ sở trong và ngoài nước. Sự phối hợp với các cơ sở thực tập là các công ty trong tỉnh An Giang như Tập đoàn Lộc Trời, Công ty Dược phẩm Ancimec Farm, Tập đoàn Vindup sẽ là điều kiện thuận lợi để các học sinh, sinh viên của trường tiếp cận thực tế, đáp ứng nhu cầu chất lượng hội nhập nhanh chóng với việc làm sau khi ra trường. Điều này đã được minh chứng rõ nét trong các năm qua. Từ kết quả khảo sát lần chết học sinh sinh viên sau khi tốt nghiệp, tỷ lệ có việc làm ngay sau tốt nghiệp của trường đạt trên 85%. Ba cái lý do chính mà em chọn cái lãnh nghề, thứ nhất là em thích, thứ hai nữa là thời gian ngắn. Thứ ba nữa là ở đây sẽ đào tạo cho em trở thành một cái người mà có một cái tay nghề cứng. Và nếu mà em đã có tay nghề cứng thì em không sợ là mình không có việc làm. Khi mà em vừa thi tốt nghiệp xong, em có kết quả đậu tốt nghiệp thì em đã có việc làm luôn. Thì em đã xin việc làm và có việc làm luôn, là tại khi mà em làm lễ tốt nghiệp là lúc em được ký hợp đồng chính thức. Từ những thành tựu đã đạt được trong 15 năm qua, Trường Cao đẳng Nghề An Giang đã và đang tiếp tục thực hiện sứ mệnh của mình và hướng đến mục tiêu đào tạo đội ngũ lao động có trình độ đại học, sau đại học với hình thức phối hợp thực hiện nhiệm vụ đào tạo người kỹ thuật viên giỏi, chất lượng, thân thiện, hội nhập đa phương diện, góp phần thúc đẩy tốc độ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong thời gian tới. Kính thưa quý vị, chúng ta vừa theo dõi phóng sự về trường Cao đẳng Nghề An Giang, và chắc hẳn rằng qua phóng sự vừa rồi thì quý vị cũng đã một phần nào hiểu thêm về một số thông tin của nhà trường cũng như là các ngành nghề mà nhà trường đã và đang đào tạo. Và không biết là trong thời gian tới thì trường Cao đẳng Nghề An Giang sẽ có những cái quy định, những cái định hướng như thế nào? Chúng tôi xin được mời ông Nguyễn Thanh Hải, hiệu trưởng trường Cao đẳng Nghề An Giang sẽ thông tin thêm. Xin kính chào quý khán giả, quý phụ huynh cùng các em học sinh đang theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp phát sóng trên đài phát thanh truyền hình An Giang. Trước tiên thì tôi rất là cảm ơn câu hỏi từ chương trình, và liên quan tới cái câu hỏi này thì tôi xin được chia sẻ đến quý khán giả cùng quý phụ huynh cùng các em học sinh như sau. Thì để đáp ứng cái nguồn nhân lực cho cái cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 thì định hướng của trường Cao đẳng Nghề An Giang trong năm 2022 và những năm tiếp theo, trước tiên đó là nhà trường tăng cường phối hợp với lại các cái doanh nghiệp để rà soát điều chỉnh lại cái chương trình đào tạo theo các cái hướng, trước tiên đó là tiệm cận với lại các cái chương trình của các cái nước phát triển. Liên quan tới nội dung này thì từ năm 2021, trường Cao đẳng Nghề An Giang đã phối hợp với tổ chức IZ đã điều chỉnh cái chương trình của cái nghề cơ điện tử theo cái chuẩn của Cộng hòa Liên bang Đức,
và đào tạo từ năm 2022 đến nay. Thứ hai là cái chương trình đào tạo của nhà trường thì sẽ được là xây dựng trên cái cơ sở là giảm cái thời gian là lý thuyết ở trên lớp và tăng cường cái thời gian là thực hành ở tại xưởng và kết hợp với lại các cái doanh nghiệp để là đào tạo kép ở tại là doanh nghiệp. Thứ ba đó là cái chương trình đào tạo của trường thì đảm bảo cái tính liên thông giữa các cấp trình độ đào tạo, tức là từ trung cấp liên thông lên cao đẳng và liên thông lên đó là đại học. Một cái điểm nữa mà trường cũng đang là tập trung để là làm trong những cái năm vừa qua và trong cái thời gian tới, đó là nhà trường tăng cường phối hợp với lại các công ty tư vấn giáo dục và các cái cơ sở giáo dục nước ngoài để là đưa học sinh đi tu nghiệp sinh cũng như lao động ở nước ngoài. Và cái thị trường mà trường đang hướng tới đó là Đức, Hàn Quốc, Nhật Bản và một cái nước, số nước ở cái khu vực là Đông Nam Á. Một cái điểm nữa mà trường cũng đang là tập trung để triển khai thực hiện đó là đa dạng hóa các cái phương thức đào tạo. Và trong năm 2023 thì nhà trường sẽ chuyển đổi cái phương thức đào tạo từ niên chế sang cái học chế tính chỉ để tạo cái tính chủ động hơn đối với lại người học. Cái thứ tư là nhà trường sẽ xây dựng cái chương trình là đào tạo chất lượng cao đối với các cái nghề trọng điểm. Cụ thể đó là 4 nghề, đó là công nghệ ô tô, điện công nghiệp, cơ điện tử và điện lạnh. Và tiếp tục là tự đánh giá và mời công ty là đánh giá ngoài đối với lại các cái nghề đào tạo là còn lại. Một cái điểm mà nhà trường cũng đang là tập trung đó là trường tiếp tục phối hợp với lại cái tổ chức GIZ để mà nâng cao cái năng lực cho đội ngũ là cán bộ giảng viên cũng như là cán bộ quản lý giáo dục thông qua cái việc là đưa các cái cán bộ đội ngũ nhà giáo cũng như là cán bộ quản lý giáo dục tham gia các cái lớp tập huấn ngắn hạn, đào tạo ngắn hạn ở tại là Đức và tập trung cái cơ sở là vật chất để đáp ứng cái yêu cầu là đào tạo trong cái thời kỳ nguyên số. Vâng, xin được cảm ơn ông Nguyễn Thanh Hải, hiệu trưởng trường Cao đẳng nghề An Giang. Kính thưa quý vị, thông qua những thông tin vừa rồi thì chắc hẳn rằng quý vị cũng hiểu thêm về quy mô cũng như là các cái ngành nghề mà trường đang đào tạo. Và trong một trong số những điều mà thầy vừa chia sẻ là thì Dương cảm thấy rất là hay ở trường Cao đẳng nghề An Giang, đó là đây không chỉ là nơi đào tạo chương trình cao đẳng mà còn đào tạo các chương trình như là trung cấp, sơ cấp và đào tạo thường xuyên. Đồng thời thì trường còn liên kết với trung tâm giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp của huyện Châu Thành dạy những cái chương trình văn hóa trung học phổ thông với hình thức là giáo dục thường xuyên song song với cái việc đào tạo nghề tại trường Cao đẳng nghề An Giang. Với góc độ là ngành giáo dục và đào tạo thì không biết là ông Nguyễn Quốc Khanh, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang thì có nhận định gì và những cái điều vừa rồi thì nó có tác động gì đến cái việc mà phân luồng học sinh khi mà các em vừa hoàn thành chương trình trung học cơ sở hay không ạ? Xin cảm ơn câu hỏi của chương trình. Kính chào quý phụ huynh học sinh, các bạn xem đài, chào các em. Việc giảng dạy cái chương trình giáo dục thường xuyên gắn với cái giáo dục nghề nghiệp tại cái trường cao đẳng nghề cũng như là một số cái cơ sở đào tạo nghề nghiệp khác ở trong tỉnh thời gian vừa qua thì cũng đã thu hút được khá nhiều cái học sinh, đặc biệt là cái học sinh tốt nghiệp cái trung học cơ sở vào học. Trong 3 năm gần đây thì từ năm học 2020-2021 thì theo cái thống kê đó thì có khoảng hơn 3.500 học sinh theo học. Và năm học 2022-2023 thì cái số học sinh này có tăng lên là hơn 5.000. Loại hình đào tạo vừa cái giáo dục nghề nghiệp vừa giáo dục thường xuyên thì khá là phù hợp với học sinh mà không có điều kiện học lên trung học phổ thông. Có thể là các em không trúng tuyển vào cái trường trung học phổ thông công lập hoặc là do cái điều kiện, cái hoàn cảnh kinh tế gia đình các em không thể tiếp tục theo học cái cấp trung học phổ thông thì các em có thể là chuyển sang để học nghề.
Và nếu như các em nỗ lực trong 3 năm, 2 năm học nghề và 3 năm học cái chương trình giáo dục thường xuyên, thì các em có thể là khi ra trường thì sẽ vừa có cái bằng tốt nghiệp nghề và có cái bằng tốt nghiệp trung học phổ thông. Đối với cái chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông trong 3 năm 10, 11, 12, các em là học chỉ có 7 môn cơ bản. Chương trình thì nó tinh giản hơn so với cái chương trình giáo dục phổ thông chính quy hiện hành. Chương trình giáo dục phổ thông chính quy hiện hành thì có 10 môn học và cái hoạt động giáo dục. Tuy nhiên thì cái chương trình giáo dục thường xuyên vẫn đảm bảo được cái nội dung cốt lõi cơ bản, đảm bảo được cái chuẩn kiến thức, kỹ năng cơ bản. Và nếu như sau khi tốt nghiệp chương trình nghề mà các em tốt nghiệp trung học phổ thông mà các em muốn học lên đại học thì cái bằng tốt nghiệp trung học phổ thông hệ giáo dục thường xuyên vẫn có cái giá trị pháp lý như là bằng tốt nghiệp trung học phổ thông hệ chính quy. Như vậy thì cái loại hình vừa học nghề vừa học cái chương trình giáo dục thường xuyên là cái cơ hội để cho học sinh không có cái điều kiện học trung học phổ thông, các em có thể là tham gia vừa học nghề vừa học cái giáo dục thường xuyên, để mà các em hiểu biết đầy đủ về vấn đề này thì các nhà trường là phải tăng cường cái tuyên truyền để cho học sinh ở các cái địa phương, đặc biệt là học sinh ở vùng nông thôn, các em hiểu đầy đủ hơn. Và trong thời gian tới, nếu như mà cái mô hình này phát triển thì nó sẽ tác động tích cực đến cái công tác phân luồng học sinh sau cái tốt nghiệp trung học cơ sở hiện nay đúng với cái chủ trương của tỉnh ta. Vâng, xin được cảm ơn ông Nguyễn Quốc Khanh. Kính thưa quý vị, qua những cái thông tin vừa rồi mà ông Nguyễn Quốc Khanh, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang chia sẻ, thì chúng ta cũng có thể thấy rằng cái việc tìm hiểu môi trường học cũng như là lựa chọn cho mình một cái ngành nghề phù hợp thì sẽ giúp cho học sinh cũng như là ngành giáo dục có thể nắm bắt được nhu cầu của học sinh và từ đó có những cái chương trình đào tạo phù hợp với năng lực của các em. Kính thưa quý vị, An Giang của chúng ta thì là một cái tỉnh có thể nói là khá năng động ở trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long, và ngoài cái tiềm năng về vị trí địa lý thì An Giang còn là một tỉnh có nguồn lao động rất là dồi dào. Và cái điều này chúng ta có thể nhận thấy là qua cái việc có rất là nhiều lao động ở An Giang đi làm việc ở các công ty lớn, các tỉnh thành phố khác, và đặc biệt là các tỉnh thành phố ở khu vực phía Nam như là thành phố Hồ Chí Minh hoặc là Đồng Nai và Bình Dương. Và trong tọa đàm ngày hôm nay thì cũng có sự tham gia của ông Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Hội Giáo dục Nghề nghiệp thành phố Hồ Chí Minh, chuyên gia dự báo nhu cầu nhân lực. Thưa ông, xin được mời ông thông tin thêm về thị trường lao động hiện nay ở các tỉnh khu vực phía Nam cũng như là cái xu hướng của các công ty tuyển dụng lao động như thế nào ạ? Vâng, xin chào quý thầy cô, quý phụ huynh và các em học sinh của tỉnh An Giang và vùng Tây Nam Bộ. Chào quý khán giả của đài phát thanh truyền hình An Giang. Chúng ta có thể có một cái điều chúng ta rất rõ, đó là cái thị trường lao động của Việt Nam trong những năm gần đây nó gắn liền với sự phát triển kinh tế xã hội theo một cái xu hướng hội nhập quốc tế, tạo một cái thị trường lao động tự do di chuyển trong cả quốc gia, khu vực và toàn cầu. Cái thứ hai là cái đặc trưng mà theo cái chủ đề ngày hôm nay, đó là chúng ta bắt buộc phải tiến trình của cách mạng công nghiệp 4.0, mà trong đó thì sự tác động của công nghệ số đang trở thành một chủ trương lớn của quốc gia. Và trong cái bối cảnh đó thì cái vùng khu vực phía Nam của chúng ta nó nổi bật lên cái vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, vùng Đông Nam Bộ, thì chúng ta thấy là có thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai v.v. thì cũng là một cái khu vực đang phát triển mạnh với cái tổng nguồn lực một năm thu hút cũng khoảng gần 1 triệu lao động. Và gắn kết cùng với lại cái vùng Đông Nam Bộ trọng điểm phía Nam thì lại đặc biệt là vùng đồng bằng sông Cửu Long của chúng ta với 12 tỉnh thành, trong đó phải nói thật sự là An Giang là một tỉnh hết sức năng động và phát triển, chứ không phải là khá năng động. Năng động phát triển, và An Giang có một vị trí là trọng điểm của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Cái chiến lược của Ủy ban tỉnh An Giang của chúng ta và tỉnh ủy đó là chúng ta phát triển một cái nền tảng gắn kết liền với sự phát triển của Việt Nam trong quá trình kỷ nguyên số và hội nhập, đó là chúng ta phát triển mạnh về công nghiệp, thương mại, dịch vụ và cái nền tảng nông nghiệp, và đặc biệt là phát triển cái du lịch của An Giang. Và như vậy thì tổng cái nguồn lực của An Giang của chúng ta mỗi năm là đang thu hút khoảng 600.000 nhân lực. Và thật ra là nhân lực của toàn bộ cái đồng bằng sông Cửu Long và An Giang chúng ta thì đang thiếu hụt nguồn nhân lực rất lớn. Cái bối cảnh chúng ta đều rõ là khi Việt Nam chúng ta năm 2022 là chuyển sang cái trạng thái kinh tế xã hội bình thường mới, thì các doanh nghiệp đang khôi phục trở lại.
cái nền kinh tế nó có một sự tăng trưởng nhất định, mặc dù còn tồn tại khó khăn và đang hứa hẹn những năm tới phát triển, thì lúc này nó nổi bật lên của tỉnh An Giang, đồng bằng sông Cửu Long và kể cả khu vực phía Nam. Đó là một cái tình trạng là chúng ta vẫn tồn tại sự thất nghiệp và mất việc làm của những người không phù hợp, nhưng chúng ta lại thiếu rất lớn cái nguồn nhân lực qua đào tạo, được đào tạo hết sức bài bản như lời của thầy Nguyễn Quốc Khanh, phó giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh An Giang vừa mới phát biểu, là chúng ta phải bổ sung nguồn lực, và thật sự là chúng ta thiếu hụt cái nguồn nhân lực. Và cái nghịch lý của chúng ta hiện nay là cái sự chênh lệch về cung cầu, chênh lệch cấp bậc học nó tạo một cái khập khiễng mà chúng ta vẫn chưa đủ lực để chúng ta cạnh tranh với khu vực và quốc tế. Thì có thể thấy rằng là cái xu hướng của doanh nghiệp hiện nay là xu hướng tái cơ cấu lại cái kinh tế, phát triển kinh tế, và đồng thời tái cơ cấu lại nhân lực và bổ sung các nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực trẻ qua đào tạo. Có thể thấy rằng trong cái tổng nhu cầu nhân lực mà doanh nghiệp đang thu hút thì các nhóm ngành công nghệ kỹ thuật là chiếm tỷ trọng cao nhất là 35%, các nhóm ngành kinh tế tài chính ngân hàng pháp luật hành chính là chiếm tỷ trọng 33%, các nhóm ngành khoa học tự nhiên, các nhóm ngành khác chiếm 7%, mà các ngành khác là chiếm từ 3 đến 5%. Và trong cái tổng thể nhu cầu mà nhân lực về cái cơ cấu đào tạo thì cái trình độ đại học là chiếm tỷ trọng tối đa là 20%. 20% là nếu đối với lại những khu đô thị lớn như thành phố Hồ Chí Minh hoặc là Long Xuyên của chúng ta. Còn ở những cái vùng khác thì đại học chúng ta cũng chỉ khoảng từ 10 đến 15%. Trong khi đó nhu cầu cao đẳng và trung cấp thì chúng ta chiếm tỷ trọng là trên 50%. Và chúng ta không đủ lực để bổ sung. Và nhu cầu sơ cấp thì hiện nay là đang giảm xuống dần dần 22%, và nhu cầu và lao động không có nghề gần như bị triệt tiêu nếu mà chúng ta không có nghề nghiệp. Và trong quá trình đó thì chúng ta thấy có nổi bật lên một số ngành nghề mà của vùng đồng bằng sông Cửu Long, trong đó có An Giang và kể cả khu vực phía Nam, đang tập trung, mà các doanh nghiệp đang tập trung bổ sung nguồn nhân lực mà chúng ta phải cần nhiều cho nhiều năm tới. Đó là thứ nhất là nhóm ngành công nghệ kỹ thuật, đặc biệt là các lĩnh vực về cơ điện tử, tự động hóa, các nhóm ngành công nghệ kỹ thuật ô tô, điện điện tử, công nghệ hàng, rồi các nhóm ngành thiết kế đồ họa, thiết kế thời trang, thiết kế công nghiệp, mỹ thuật ứng dụng, các nhóm ngành về xây dựng công nghệ cao, các nhóm ngành công nghệ vật liệu, năng lượng và công nghệ môi trường. Nhóm ngành thứ hai của chúng ta là nhóm ngành công nghệ thông tin, thì đang đi vào cái lĩnh vực chuyên sâu trong khoa học máy tính, lập trình, bảo mật mạng, thiết kế và trí tuệ nhân tạo. Nhóm ngành thứ ba của chúng ta là nhóm ngành về kinh tế, thương mại, đang phát triển theo một xu hướng gắn liền với công nghệ, cho nên các em dễ nghe thấy một số ngành như digital marketing, thương mại điện tử, thấy không? Truyền thông kỹ thuật số, vân vân. Rồi các nhóm ngành về quản trị nhân lực, quản trị tài chính, kế toán, kiểm toán, tài chính doanh nghiệp. Nhóm ngành thứ tư là nhóm ngành nổi bật luôn mà cũng là chiến lược của An Giang của chúng ta phía Nam, mà chúng ta đang thiếu hụt nhân lực. Đó là nhóm ngành về du lịch, quản trị du lịch, lữ hành, hướng dẫn viên và quản trị khách sạn. Nhóm ngành này trước đại dịch Covid thì khó khăn, nhưng sau đại dịch thì chúng ta phát triển lại, thì chúng ta lại bổ sung rất nhiều loại hình du lịch mới, mà đặc biệt là An Giang đang đi đầu trong cái du lịch về tâm linh, du lịch cây trái, du lịch vườn, du lịch trải nghiệm, thì chúng ta lại đang thiếu một nguồn nhân lực lớn. Nhóm ngành thứ năm cũng là chiến lược của quốc gia, mà trong đó cũng là chiến lược đồng bằng sông Cửu Long của An Giang, đó là nhóm ngành công nghệ cao trong nông lâm nghiệp, công nghệ sinh học, hóa dược, hóa sinh, hóa mỹ phẩm, thú y, bảo vệ thực vật. Nhóm ngành thứ sáu là nhóm ngành về chăm sóc sức khỏe, y dược, điều dưỡng, công nghệ y sinh và về làm đẹp thẩm mỹ. Như vậy thì rõ ràng là cái nguồn nhân lực của chúng ta hiện nay là nguồn lực phải qua đào tạo và phải phù hợp với cấp bậc học. Cho nên tôi rất là tán thành với lại cái ý kiến phát biểu về cái chiến lược phát triển trường cao đẳng nghề An Giang của thầy Nguyễn Thành Hải hiệu trưởng vừa mới nói. Trong đó có yếu tố là chúng ta phải gắn kết với lại quốc tế, nâng cao cái chất lượng đào tạo phù hợp ngành nghề, trước tiên là của An Giang, của đồng bằng sông Cửu Long, rồi mới là di chuyển của Việt Nam và cạnh tranh toàn cầu. Nhưng cũng phải có yếu tố quốc tế. Vì thời kỳ của các em hiện nay là thời kỳ của công dân toàn cầu, là cái thời kỳ mà lao động của chúng ta phải làm sao có kiến thức, năng lực lao động quốc tế, làm việc được với quốc tế, có nền văn hóa quốc tế và ứng xử quốc tế thì chúng ta sẽ thành công. Chứ không phải là chỉ có nghĩ rằng là bằng cấp cao rồi chúng ta thành công. Bằng cấp là quan trọng, nhưng trong cái bằng cấp đó, nếu chúng ta tạo ra được giá trị nghề nghiệp, giá trị nghề, thì sự thành công chúng ta mới bền vững và phát triển. Chúc các em luôn luôn thành công. Vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của ông Trần Anh Tuấn. Kính thưa quý vị, rõ ràng thì chúng ta cũng thấy là cái môi trường tuyển dụng của các công ty hiện nay đang hướng vào đó là lao động có tay nghề. Và ngày thì có rất là nhiều những cái yêu cầu cao hơn về những cái đối tượng lao động có trình độ. Và tại An Giang của chúng ta thì có trường cao đẳng nghề An Giang. Thưa ông Trần Anh Tuấn, một câu hỏi nữa dành cho ông, đó là không biết là ông có nhận xét gì về những cái chương trình đào tạo của nhà trường? Xin cảm ơn cô MC Thị Dương. Trước tiên, trước khi trả lời câu hỏi này, tôi xin bày tỏ một cái cảm xúc vì tôi tham gia chương trình ngày hôm nay cùng với thầy Nguyễn Quốc Khanh,
và các thầy trong trường cao đẳng An Giang. Tôi là một người làm công tác nhân lực nhiều năm và tôi nghiên cứu về thị trường lao động, nhưng trong đó nó cũng có một cái tình cảm về tôi là cũng là người có nguồn gốc quê hương của tỉnh An Giang. Và tôi cũng hay chú ý cái nguồn nhân lực của An Giang, và trong đó tôi cũng đã tham gia một số chương trình cùng với Sở Dục Đào tạo, Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh và nghiên cứu trong nhiều năm qua. Và trong cái quá trình đó thì tôi phải nói thật sự là tôi rất quan tâm tới trường cao đẳng nghề An Giang, thầy Hải. Tôi đây là một ngôi trường thật sự là được tỉnh chúng ta thành lập rất lâu. Nếu các em để ý, đây là một ngôi trường thành lập từ năm có quá trình là cũng gần nhiều năm, 50 năm. Và chúng ta cũng đã trải qua những cái sự phát triển và tạo một nguồn nhân lực lớn cho tỉnh An Giang chứ không phải là không có, và kể cả đồng bằng sông Cửu Long. Nhưng mà những năm gần đây thì phải nói chúng ta thấy trường cao đẳng nghề An Giang nó nổi bật lên. Tôi thấy có một cái khách quan là nổi bật lên. Các cơ sở vật chất đã được tỉnh và trường tích cực đầu tư bổ sung để hoàn thiện mới. Thứ hai là sự gắn kết của trường với lại cái Sở Dục Đào tạo tỉnh, mà hôm nay có sự hiện diện của thầy Nguyễn Quốc Khanh đã minh chứng một cái sự gắn kết giữa cái cơ quan giáo dục đào tạo và cái cơ quan và cái trường nghề. Và tôi cũng đắc cái tâm đắc cái ý của cô Thị Dương nói nãy là học sinh An Giang chúng ta là một cái tỉnh năng động. Tôi cũng vừa mới đi một cái chương trình hướng nghiệp do Sở Dục Đào tạo tỉnh chủ trì, và tôi đi đến các trường trung học phổ thông của tỉnh An Giang vào đầu tháng 12 và kể cả một số trường cơ sở. Thì cái điều tôi vừa mới báo cáo với thầy Khanh cách đây 2 tuần là tôi rất tâm đắc khi đi đến nhiều tỉnh thành, nhưng trong đó có tỉnh quê nhà của chúng ta, thì học sinh lại nổi bật lên cái chỗ là rất kỷ luật, rất năng động và rất khao khát để mà tham gia vào những ngành nghề. Tất nhiên thì cũng vẫn còn một số mơ hồ ảo tưởng, nhưng mà cái suy nghĩ thì có sự tích cực, và đây là yếu tố của nguồn nhân lực chất lượng cao mà tôi tin rằng nguồn lực chất lượng của An Giang sẽ thành công. Thứ hai là trường cao đẳng nghề An Giang thì trong quá trình phát triển thì những ngành nghề phải nói thật sự là rất thích nghi, rất phù hợp với cái dự báo nhu cầu nhân lực của không phải của tôi đâu, của những chuyên gia quốc tế, và kể cả trong đó có sự tham gia của tôi để đáp ứng cái nhu cầu của nguồn nhân lực đặc thù, trước tiên là của An Giang, của đồng bằng sông Cửu Long và của Việt Nam, và của hội nhập và của di chuyển lao động. Tôi cũng xin chúc mừng trường cao đẳng nghề An Giang. Tôi cũng được biết là năm 2022, hình như cũng cách đây mấy tháng, thì trường cũng mới vừa được là thẩm định và được xác định là cơ sở giáo dục nghề nghiệp đảm bảo chất lượng. Và trong đó là cái ngành điện tử là một ngành chiến lược của quốc gia chúng ta, thì trường đạt tiêu chuẩn chất lượng trình độ giáo dục nghề nghiệp. Trường chúng ta thì lại có 40 ngành nghề đào tạo từ trung cấp với cao đẳng, mà tập trung 50 nhóm ngành. Nếu các em để ý, đó là nhóm ngành cơ khí, điện, công nghệ thông tin, công nghệ xây dựng, kinh tế, du lịch và khách sạn. Nó gắn liền với 6 nhóm ngành chiến lược mà nãy tôi đang nói. Và đặc biệt, nếu các em theo dõi thì chúng ta sẽ có một niềm tự hào về cái một ngôi trường cao đẳng của tỉnh An Giang chúng ta. Đây là một ngôi trường hết sức đặc biệt, được Tổng cục Giáo dục Nghề nghiệp của Bộ Lao động Thương binh Xã hội ưu ái cấp 50 mã ngành nghề, phải không thầy Hải? Trong đó có 6 nghề trọng điểm để được đầu tư đạt chuẩn quốc tế chất lượng cao và tiếp cận trình độ tiên tiến của khu vực, của 6 lĩnh vực như là công nghệ kỹ thuật, xây dựng, nhà hàng, khách sạn, công nghệ thời trang, công nghệ thông tin, kế toán và ngoại ngữ. Quy mô đào tạo những năm gần đây thì phải thật sự cũng được từ 2.000 cho đến 2.500 học sinh của tất cả ngành nghề cao đẳng. Và đặc biệt trường cũng được Ủy ban tỉnh cho phép và sự hỗ trợ của Sở Dục Đào tạo, Sở Lao động, trường lại liên kết với những trường đại học phải nói thật sự có danh tiếng. Có danh tiếng như là trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, phải không thầy? Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, trường Đại học Cần Thơ đó, và cái Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long. Đó là những ngôi trường mà phải nói đủ sức để tạo mọi nguồn lực. Cho nên là chúng ta thấy tôi đi hướng nghiệp nhiều khi là đại diện cho quốc gia, nhưng mà trong quá trình đó tôi cũng hay nhắc nhở các em là chúng ta có thể lựa chọn bất kỳ một ngôi trường học nào tại Việt Nam này, đó là quyền của chúng ta. Nếu chúng ta tiền dư không biết làm gì, thấy không, thì chúng ta cứ di chuyển. Còn nếu chúng ta thấy rằng là mình cũng không cần đi đâu xa mà mình cần học, thì có lẽ trong đó cùng với lại Đại học An Giang thì trường cao đẳng nghề An Giang là một trường thật sự là rất nổi bật, đủ sức để đào tạo một nguồn lực cho chúng ta tham gia. Và phải nói thật sự đó là cái đánh giá của tôi, và tôi tin rằng với cái sự đầu tư của tỉnh và cái sự nỗ lực của trường. Tôi cũng vừa mới trước khi tham gia chương trình truyền hình thì tôi cũng được đi thăm lại một lần nữa cái ngôi trường cao đẳng nghề An Giang, thì tôi phải nói thật sự là tôi rất là ngưỡng mộ các ký túc xá. Ký túc xá hiện nay đang xây dựng rất hiện đại, trường lại có 2 cái sân đá banh nữa chứ, sân cầu lông và những cái tiện nghi. Đây, đó là những cái mà tôi thật sự quan tâm của một ngôi trường, là cái nơi để làm sao mà cho các em cọ sát được các kỹ năng nghề. Bởi vì cái quan trọng nhất của quá trình mà chúng ta ra nghề nghiệp không phải chỉ là học giỏi đâu các em, mà phải là kỹ năng. Phải làm sao mà các em đạt được 5 yếu tố, đó là nghề nghiệp, kỹ năng, kỷ luật,
công nghệ và ngoại ngữ. Năm yếu tố đó thì chúng ta mới trở thành một nguồn nhân lực để mà đủ sức để có việc làm và có việc làm thu nhập cao. Thì trường Cao đẳng An Giang đang đi hướng tới năm cái điều kiện mà tôi đang nói. Tôi chúc trường thành công và cũng mong rằng các em học sinh của tỉnh An Giang chúng ta cũng có thể tự hào và có một niềm tin về một ngôi trường của chính tỉnh chúng ta đang đáp ứng nhu cầu nhân lực của tỉnh An Giang và đồng bằng sông Cửu Long cũng như cả quốc gia. Xin chào. Xin được cảm ơn ông Trần Anh Tuấn. Kính thưa quý vị, có thể nói là những cái ý kiến vừa rồi mà ông Trần Anh Tuấn vừa chia sẻ thì đó là một niềm tự hào cũng như là một niềm vui rất là lớn đối với trường Cao đẳng Nghề An Giang cũng như là các em học sinh sinh viên của nhà trường. Và như từ đầu chương trình thì ông Nguyễn Thành Hải, hiệu trưởng trường Cao đẳng Nghề An Giang cũng có chia sẻ đó là về những cái định hướng của nhà trường. Và trong đó thì trường cũng đang mở rất là nhiều những cái chương trình đào tạo và các ngành nghề mới và sẽ tuyển sinh trong năm 2023. Điển hình như là các nghề cơ khí xây dựng, họa viên kiến trúc và công nghệ kỹ thuật kiến trúc. Sau đây thì xin được mời ông Phùng Danh Sa, trưởng bộ môn lắp đặt thiết bị cơ khí trường Cao đẳng Nghề An Giang, thông tin thêm về những cái chương trình học cũng như là những nội dung liên quan đến các ngành nghề. Xin kính chào quý vị, xin chào kính chào các bạn xem đài và các em thân mến. Thì tôi xin thông tin về ba cái ngành mới của trường sắp mở. Thứ nhất là ngành họa viên kiến trúc, thì cái ngành này thì sau khi các em học xong thì các em có cái khả năng là triển khai các cái bản vẽ kiến trúc chi tiết dựa trên các cái ý tưởng của các cái kiến trúc sư bằng các cái phần mềm thiết kế chuyên dụng. Thì các cái nhân viên mà làm việc về cái ngành họa viên kiến trúc thì làm việc thường xuyên với các bản vẽ kiến trúc, các bản vẽ kết cấu công trình và truyền tải các cái ý tưởng từ các cái bản phác thảo của các nhà thiết kế cho đến các cái bản vẽ đầy đủ hình dáng cấu trúc kiến trúc và để xây dựng hoàn thiện một cái công trình dựa trên các cái phần mềm thiết kế chuyên dụng như là phần mềm AutoCAD, 3D Max và Photoshop hoặc là PhotoShop vân vân. Thì sau khi học xong các em có khả năng là có thể làm việc ở nhân viên thiết kế ở trong các công ty tư vấn thiết kế hoặc là giám sát thi công ở các cái công trình mà thiết kế hoặc là thi công nội ngoại thất, giám sát tư vấn các cái kỹ thuật kiến trúc vân vân. Cái ngành thứ hai là ngành cơ khí xây dựng. Thì cái ngành này là ngành đào tạo kết hợp giữa hai cái chuyên ngành. Thứ nhất là kỹ thuật cơ khí lắp đặt và thứ hai nữa là kỹ thuật xây dựng. Thì ngành này là đi chuyên sâu về trong cái tính toán thiết kế và lắp đặt thi công các cái công trình đối với công trình kết cấu bằng thép. Thì qua đó thì các em cũng được trang bị các cái kiến thức, kỹ năng để mà vận hành và bảo dưỡng sửa chữa các cái thiết bị máy móc phục vụ các cái công trình xây dựng và các cái máy móc phục vụ thi công. Thì sau khi học xong ngành này thì các em có thể làm việc ở các cái công ty, các cái nhà máy cơ khí và sản xuất các cái dây chuyền hay là lắp đặt các cái công trình nhà công nghiệp hoặc là chúng ta có thể tự tạo lập cái cơ sở gia công để mình quản lý gia công sản xuất. Cái ngành thứ ba đó là ngành kỹ thuật kiến trúc. Đây là cái ngành đặc thù kết hợp giữa là nghệ thuật và kỹ thuật, thì tập trung và thiết kế các cái công trình từ dân dụng đến công nghiệp và qua đó thì thiết kế các cái thực hiện các cái công tác quy hoạch đô thị liên quan đến việc bố trí sắp xếp và thiết kế các cái hồ sơ, các cái không gian kiến trúc bao gồm là các cái hệ thống kiến trúc và các cái hệ thống chiếu sáng, hệ thống thông gió hoặc là các cái hệ thống điện nước vân vân. Thì trong cái ngành này thì các em sẽ được đào tạo tập trung về các cái kỹ năng quan sát, kỹ năng làm việc nhóm, các cái kỹ năng về tập làm trên các cái công cụ phần mềm thiết kế chuyên dụng, tiếp thu các cái kiến thức về kiến trúc và các cái phương pháp sáng tác kiến trúc, để từ đó thì chúng ta vừa làm việc trong cái môi trường thiết kế kiến trúc và vừa làm việc để tự tin thuyết phục khách hàng khi mà họ cần cái nhu cầu tư vấn. Thì sau khi học xong cái ngành này thì các em có thể làm việc ở trong các cái phòng ban quản lý dự án hoặc là quản lý đô thị hoặc là làm việc trong các cái tổ chức mà tư vấn thiết kế các cái công trình về nội ngoại thất hoặc là triển khai các cái công trình về quy hoạch thiết kế đô thị, tư vấn các cái kỹ thuật công nghệ về kiến trúc vân vân. Xin thông tin với các em. Xin cảm ơn.
Vâng, xin được cảm ơn ông Phùng Danh Sa. Kính thưa quý vị, với phương châm là lấy học sinh làm trung tâm của sự phát triển và trường Cao đẳng nghề An Giang cũng với cái mục tiêu là đào tạo người thợ lành nghề có chất lượng để đáp ứng cái nhu cầu thị trường lao động. Và ngoài chương trình đào tạo thì trường còn kết nối và tạo điều kiện cho các em học sinh của khối trung học cơ sở và trung học phổ thông của tỉnh tham gia trải nghiệm. Ngay sau đây chúng tôi xin được mời toàn thể quý vị, chúng ta sẽ cùng xem những cái hoạt động của ngày hội tư vấn tuyển sinh và hướng nghiệp của trường Cao đẳng nghề An Giang. Nằm trong chương trình hoạt động năm 2022 của trường Cao đẳng nghề An Giang, chương trình ngày hội tư vấn tuyển sinh và hướng nghiệp năm 2022 đã được trường Cao đẳng nghề An Giang tổ chức với sự tham gia của hơn 1.000 học sinh đến từ 155 trường trung học cơ sở và 54 trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh. Tham dự ngày hội, các em học sinh được đối thoại trực tiếp giữa nhà quản lý, nhà trường và doanh nghiệp, cựu học sinh sinh viên nhận tờ rơi về đào tạo nghề của các trường giáo dục nghề nghiệp, nắm thông tin về tình hình việc làm sau khi tốt nghiệp học nghề, tham quan các xưởng thực hành tại trường Cao đẳng nghề An Giang, tham gia thi tay nghề sau khi tham quan tại xưởng. Thông qua ngày hội nhằm tạo điều kiện để các em học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông được trực tiếp tham gia vào các hoạt động hướng nghiệp, được tiếp cận với các thiết bị của nhiều ngành nghề và môi trường học tập sinh hoạt vui chơi như một sinh viên thực thụ. Thế là trường này rất là to và lớn và rất là đặc biệt, tại vì về tư vấn về rất là chi tiết cho học sinh. Em cảm thấy ấn tượng nhất đó là khoa thiết kế thời trang, kế về những cái bộ mẫu mà em chưa từng thấy và nó rất là đặc biệt, cảm làm cho em cảm thấy nó rất là mới mẻ và thú vị. Đây cũng là lần đầu tiên mà em tham quan cái trường cao đẳng nghề này. Mọi người tổ chức mấy cái hoạt động này thấy rất là sôi động và mình cũng có thể tham gia trải nghiệm được, nó rất là thực tế và bổ ích. Sau khi nghe tư vấn của một số giảng viên ở đây thì em cảm thấy là mình biết thêm được những cái điều mà trước đây mình chưa có biết và mình cũng có được những cái định hướng rõ ràng hơn cho tương lai của mình. Đây là lần đầu tiên chương trình ngày hội tư vấn tuyển sinh hướng nghiệp được trường Cao đẳng nghề An Giang tổ chức với quy mô lớn. Không chỉ là dịp để giới thiệu quảng bá rộng rãi đến học sinh lớp 9, lớp 12, các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông về trường Cao đẳng nghề An Giang và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong tỉnh về mục tiêu đào tạo, chuẩn đầu ra các chương trình đào tạo, khả năng và cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp, về công tác tuyển sinh của các trường, mà còn là dịp để các em học sinh có cơ hội tiếp cận, trải nghiệm môi trường làm sinh viên của trường, tìm hiểu các ngành nghề mình yêu thích. Đây là lần đầu tiên em biết đến trường Cao đẳng nghề An Giang, nên là khi mà ngày hôm nay em tham gia thì với một cái tâm thế rất là bất ngờ. Bất ngờ là thứ nhất là bình thường thì trường cao đẳng nghề thì theo trong những sự hiểu biết của em thì trường sẽ không có lớn, nhưng mà bù lại thì ở An Giang mình có một trường cao đẳng rất là lớn, đầu tư với một cái quy mô em cảm giác rất là có thể gọi là bất ngờ. Em ấn tượng nhất là bên cơ khí, là em cảm thấy trường đầu tư rất là nhiều trang thiết bị vào trong đó, có những cái mô hình, những cái mà cho học sinh có thể nhìn nhận một cách khách quan nhất về cái kiến thức mà mình đang học. Là em cảm giác là các giảng viên và những cái thầy cô tư vấn ở đây rất là tận tụy, rất là nhiệt tình, là để lại cho em rất là nhiều cái kinh nghiệm để định hướng cho tương lai em sau này. Tuy chỉ diễn ra trong thời gian một ngày, nhưng ngày hội tư vấn hướng nghiệp tuyển sinh năm 2022 tại trường Cao đẳng nghề An Giang có rất nhiều hoạt động phong phú. Ngoài việc giới thiệu quảng bá chương trình đào tạo, còn giúp các em học sinh bổ sung kiến thức, mở rộng định hướng trong việc lựa chọn việc học của mình sau này. Ngày hội còn góp phần tạo mối quan hệ lâu dài giữa các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong tỉnh với các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn, cùng thực hiện tốt công tác phân luồng, hướng nghiệp và tuyển sinh cho học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông. Kính thưa quý vị, không biết là sau khi xem phóng sự vừa rồi thì quý vị cảm thấy như thế nào? Riêng đối với bản thân của Thùy Dương thì Thùy Dương cảm thấy đây là một cái chương trình rất là ý nghĩa luôn, bởi vì các em học sinh có thể tiếp cận và biết được những cái thông tin của nhà trường cũng như là hiểu được cái môi trường học tập trong tương lai của mình như thế nào, nó có phù hợp với bản thân của mình hay không. Và chúng tôi nhận thấy là trong chương trình này thì cũng có một cái vai trò rất quan trọng của Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang. Và không biết về góc độ của ngành giáo dục đào tạo thì ông Nguyễn Quốc Khanh, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang có những cái nhận xét gì về cái chương trình vừa rồi ạ? Xin cảm ơn MC Thùy Dương. Như các thầy cô, các em cũng đã biết, trong cái chương trình giáo dục phổ thông hiện hành và đặc biệt đó là cái chương trình giáo dục phổ thông 2018, chương trình mới, thì một cái nội dung, một cái môn học bắt buộc phải triển khai thực hiện ở các cái cấp học, đó là cái hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp. Thì hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp là nội dung của cái hoạt động này thì
nhà trường phổ thông là gắn với cái cơ sở kinh doanh, gắn với cái cơ sở đào tạo nghề, hoặc là cái hoạt động lao động sản xuất. Mục tiêu của cái hoạt động là nhằm giúp cho học sinh hình thành những cái kỹ năng cần thiết, cơ bản, đặc biệt đó là giúp cho các em định hướng được cái nghề nghiệp ở trong tương lai, cũng như là những cái kỹ năng là trong cái cuộc sống. Đối với cái hoạt động tư vấn tuyển sinh và hướng nghiệp của trường cao đẳng nghề An Giang vừa tổ chức vừa qua đó, thì tôi cho rằng đó là một cái hoạt động rất là thiết thực, rất là bổ ích, và cũng như là nhận định của các em, đặc biệt là những cái em học sinh ở vùng nông thôn, các em ít có điều kiện để mà đến cái cơ sở đào tạo, thì là cái hoạt động vừa rồi đó là thông qua cái hoạt động thì định hướng cho các em về cái hình thành trong các em cái ý tưởng về việc chọn lựa cái nghề nghiệp trong tương lai phù hợp với cái bản thân, với cái khả năng học tập cũng như là cái điều kiện kinh tế gia đình của các em. Về phía ngành giáo dục đào tạo thì ngành trong thời gian qua cũng như là sắp tới thì ngành sẽ luôn quan tâm, hỗ trợ và tạo điều kiện phối hợp với lại các cái cơ sở đào tạo nghề, trong đó có trường cao đẳng nghề An Giang, để mà tạo điều kiện cho nhà trường tổ chức nhiều cái hoạt động trải nghiệm, nhiều cái hoạt động tư vấn đa dạng và phong phú hơn, để mà thu hút các em học sinh đến cơ sở đào tạo nghề học ngày càng nhiều hơn, đáp ứng cái mục tiêu phân luồng học sinh sau cái tốt nghiệp trung học cơ sở, sau cái tốt nghiệp trung học phổ thông của tỉnh, cũng như là đáp ứng cái yêu cầu cái nguồn nhân lực của địa phương trong thời gian tới. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn ông Nguyễn Quốc Khanh. Kính thưa quý vị, để tổ chức thành công ngày hội tư vấn tuyển sinh và hướng nghiệp thì đó là cả một cái sự cố gắng của tập thể nhà trường. Không biết là ngoài những cái hoạt động này thì trường Cao đẳng nghề An Giang có những cái hoạt động nào hướng đến cái việc trang bị kiến thức cũng như là kỹ năng sống cho các em học sinh sinh viên của trường hay không? Xin mời ông Nguyễn Thanh Hải chia sẻ thêm ạ. Cảm ơn câu hỏi của MC Thùy Dương. Thì với cái triết lý giáo dục của nhà trường là tự tin, năng động, sáng tạo, thực tiễn, thì song hành với lại cái việc là đào tạo kiến thức, kỹ năng ở trong nhà trường, thì nhà trường là luôn hướng đến cái việc là đào tạo cái kỹ năng mềm cho các em học sinh. Đặc biệt trong cái thời gian gần đây đó thì nhà trường là tập trung vào là các cái kỹ năng như là và cái kiến thức là khởi nghiệp, rồi là chuyển đổi số, xanh hóa đào tạo nghề để phục vụ cho cái chiến lược chuyển đổi số và kinh tế xanh của chính phủ. Ngoài ra đó thì các em học ở tại trường cao đẳng nghề thì các em còn được là tham gia vào các cái câu lạc bộ học thuật, như là cái câu lạc bộ là sáng tạo khoa học kỹ thuật, rồi các cái câu lạc bộ sở thích như là bóng đá, cầu lông, rồi âm nhạc, rồi mỹ thuật, nhiếp ảnh, vân vân, để rèn luyện cái thể chất và phát triển cái năng khiếu của cá nhân. Xin cảm ơn ông Nguyễn Thanh Hải. Kính thưa quý vị, chúng tôi xin được nhắc lại các số điện thoại mà quý vị có thể gọi điện thoại trực tiếp để giao lưu với chương trình. Đó là thông qua hai số máy 02966555577 và 02966555588 quý vị nhé. Ngay từ đầu chương trình thì Thùy Dương cũng có thông tin đến quý khán giả là có mặt tại phim trường ngày hôm nay còn có sự tham gia của các em học sinh trường trung học cơ sở và trường trung học cơ sở Bình Khánh và trường trung học phổ thông Nguyễn Hiền. Và ngay bây giờ thì chúng tôi sẽ dành thời gian để cho các em đặt câu hỏi cho các vị khách mời. Xin mời các em. Mời em. Dạ thưa, dạ xin chào chương trình, xin chào quý khán giả. Em tên là Trần Lê Lan Anh, học sinh lớp 9A5 của trường trung học cơ sở Bình Khánh. Sau khi lắng nghe nội dung của chương trình, em rất quan tâm đến chương trình đào tạo hệ trung cấp của trường. Em xin hỏi thầy Hải là nếu như em học hệ trung cấp ở trường thì em có cơ hội học lên cao đẳng đại học không? Học phí như thế nào? Và học lên đại học có khó không? Em có thể học tại trường cao đẳng nghề được không? Em cảm ơn thầy ạ. Xin cảm ơn câu hỏi của em Trần Lê Anh. Thì như trong cái chương trình thì chúng ta cũng đã được giới thiệu, và qua cái câu hỏi của em thì có thể thấy như thế này.
Hiện nay nếu mà em học trung cấp á, thì sau tốt nghiệp trung học cơ sở thì các em có thể là đăng ký là học là cái trung cấp ở tại trường Cao đẳng Nghề An Giang. Sau khi học xong là trung cấp á, thì các em là có là thể là liên thông lên học cao đẳng, với điều kiện là trong cái quá trình mà em học trung cấp á, thì em phải tham gia học cái chương trình là văn hóa của trung học phổ thông và được là cấp cái giấy chứng nhận là tương đương với lại cái đã hoàn thành cái chương trình văn hóa trung học phổ thông, thì các em có thể là liên thông lên là cao đẳng. Thứ hai là em muốn liên thông lên từ trung cấp lên đại học thì song song với cái việc học nghề thì em sẽ là học cái chương trình trung học phổ thông hình thức giáo dục thường xuyên ở tại trường, mà hiện nay trường đang phối hợp với lại trung tâm là giáo dục là thường xuyên giáo dục nghề nghiệp của Châu Thành tổ chức. Và sau đó thì em sẽ tham gia một cái kỳ thi tốt nghiệp trung học là phổ thông quốc gia, và nếu có hoàn thành chương trình và có bằng tốt nghiệp trung học là phổ thông quốc gia thì em là hoàn toàn có thể là liên thông lên là học là đại học là từ cái trung cấp. Và khi học là từ mà trung cấp liên thông lên đại học thì là em có quan tâm đến vấn đề học phí thì em rất là yên tâm, bởi vì là nếu tốt nghiệp trung học cơ sở sang các em là học là trung cấp nghề thì là cái thời gian học nghề đó là các em hoàn toàn là được là miễn học phí theo cái nghị định là 81 của chính phủ. Còn là cái thời gian mà em là liên thông lên học là cao đẳng thì cái thời gian mà liên thông học nghề từ là trung cấp lên cao đẳng thì là các em có thể đóng học phí từ 7 đến 11 triệu tùy theo là ngành nghề, nhóm ngành nghề. Còn là em liên thông từ trung cấp mà lên là đại học thì cái mức học phí đó là các em có thể là 30 triệu đồng trên một năm học. Và hiện nay đó thì em hỏi là trường Cao đẳng Nghề An Giang có triển khai các cái chương trình liên thông từ trung cấp và cao đẳng lên đại học hay không, thì như hồi nãy thầy Tuấn có nói đó, thì các em biết là hiện nay thì trường Cao đẳng Nghề An Giang liên kết với rất nhiều trường đại học là có danh tiếng như là Đại học là Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Cần Thơ, Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long, để liên thông đó là các cái chương trình đào tạo của trường lên đại học. Với cái câu hỏi của em thì qua cái trao đổi và thầy cũng rất là mong muốn là sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở thì em sẽ là chọn vào là học là trung cấp nghề, sau đó sẽ liên thông vào là học các cái trình độ cao hơn ở tại trường Cao đẳng Nghề An Giang. Cảm ơn em Lê Anh. Xin được cảm ơn ông Nguyễn Thanh Hải. Kính thưa quý vị, chương trình của chúng ta cũng đang được phát trực tiếp trên sóng đài phát thanh truyền hình An Giang. Và trong thời gian phát sóng thì chúng tôi cũng đã nhận được rất là nhiều ý kiến quan tâm cũng như là những câu hỏi của quý khán giả. Bây giờ thì Thùy Dương xin được mời bộ phận kỹ thuật cũng như là bộ phận thư ký sẽ kết nối với vị khán giả đầu tiên đã gọi điện thoại về cho chương trình. Chào chương trình. Tôi là Nguyễn Thị Xuân. Tôi hiện tôi ở xã Thạnh Mỹ Tây, huyện Châu Phú. Hiện nay thì tôi có một đứa con gái, năm nay đang học lớp 9. Con tôi thì nó không có ham học lắm, nó thì cũng không có tự tin sẽ đậu vào đại học. Nên tôi hiện giờ thì tôi cũng có mình ơn cháu nên cũng rất là muốn cho cháu học đại học để có tương lai sau này. Nhưng mà tôi thì hiện nay tôi sợ con mình hơn, nó không có khả năng thì cháu nó cũng có là muốn xin tôi sau khi học hết cấp 9 thì cháu nó sẽ đi học nghề để đi làm. Thì tôi hiện thì tôi cũng có một số lo lắng, nên nhờ ông Nguyễn Quốc Khanh, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tư vấn giúp với trường hợp của con tôi thì nó như thế nào. Tôi rất muốn cho con tôi đi học tiếp tục, nhưng mà sợ cháu không có khả năng học thêm lên lớp 12 rồi đại học, mà cháu nó thì lại muốn học nghề. Tôi xin cảm ơn chương trình ạ. Tôi xin được mời ông Nguyễn Quốc Khanh. Trước hết thì xin cảm ơn chị Xuân. Chị đã có một cái câu hỏi là cũng khá phù hợp với cái chủ đề của cái chương trình ngày hôm nay. Trường hợp của con gái chị đó thì cũng là một cái trường hợp khá phổ biến của nhiều cái học sinh khác. Về cái quan điểm chọn trường để học cũng như là cái chọn nghề hiện nay đó thì cũng đã có nhiều thay đổi. Đại học cũng không phải là cái con đường duy nhất để đi đến thành công. Thực tế thì có những cái học sinh các em quyết định là không đăng ký tuyển sinh vào đại học
mà các em rẽ sang chọn cái con đường học nghề. Thậm chí là có những cái trường hợp đó là các em chọn cái nghề ngắn hạn nhưng mà vẫn thành công, vẫn có cái thu nhập ổn định để nuôi sống bản thân và nuôi sống gia đình. Thì theo như cái trình bày của chị đó, thì tôi có cái lời khuyên như thế này: sau khi mà cháu tốt nghiệp cái trung học cơ sở, nếu như mà cháu không có muốn học lên cái trung học phổ thông, hoặc là tham khảo ý kiến của cái giáo viên giảng dạy, nếu thấy là cái khả năng của các cháu không học tiếp lên nữa, thì chị có thể là định hướng cho cháu là học, chọn lấy một cái nghề để học. Và dĩ nhiên là cái nghề đó thì nó phù hợp với cái sở thích, với cái năng lực của bản thân cháu, và cũng phù hợp với cái nhu cầu của cái lao động xã hội. Và song song với cái việc học nghề thì như nói từ ban đầu thì các cháu vẫn có thể là học cái trung học phổ thông hệ giáo dục thường xuyên để lấy bằng cái tốt nghiệp sau khi mà cháu ra trường nghề. Thì hiện nay đó thì có nhiều cái cơ sở đào tạo nghề, trong đó có cái trường cao đẳng nghề An Giang là liên kết với lại cái địa chỉ sử dụng. Và hy vọng là con chị sẽ chọn được một cái nghề để học trong cái tương lai là phù hợp với bản thân của cháu. Và nếu có điều kiện thì học lên đại học sau thì cũng không phải là muộn. Thì xin cảm ơn chị Xuân và chúc cho chị và cháu có lựa chọn được một cái hướng đi phù hợp. Xin được mời ông Nguyễn Thanh Hải có ý kiến gì không ạ? Rất là chia sẻ với lại là những cái tâm tư của chị Xuân. Và như chỗ thầy Khanh có nói đó, thì trường cao đẳng nghề An Giang cũng rất là hy vọng là con của chị sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở sẽ là đến trường cao đẳng nghề An Giang để là học nghề, và học song song với lại học cái chương trình trung học phổ thông, và sau đó sẽ là liên thông lên cái trình độ là cao học, là đại học, như cái điều kiện và cái hoàn cảnh của gia đình mình. Cảm ơn chị. Dạ. Còn đối với ông Trần Anh Tuấn thì sao ạ? Vâng, đúng là như vậy. Tại vì cái kết cấu của mỗi con người á, nó có mỗi người có một cái năng lực, một cái sở trường, nó gắn liền với lại một cái lĩnh vực và một cái trình độ. Thì có những em bắt đầu từ lớp 9 là các em đã bộc lộ là cái khả năng về thực hành, cái năng lực thực hành rất cao như chỗ thầy Hải và thầy đã nói. Cho nên trường hợp con của chị là muốn tham gia vào cái thị trường lao động để liền thì học nghề cũng đó là một điều rất tốt. Và trong đó thì song song chúng ta vẫn học văn hóa để đảm bảo phổ thông. Và cái thứ hai, đặc điểm của nền giáo dục nước nhà chúng ta thời kỳ này nó khác xưa rất nhiều, đó là chúng ta học tiếp tục lên cao hơn một cách rất là dễ dàng chứ không phải học lại từ đầu. Cho nên không có con đường dòng của trung cấp hay là cao đẳng, tất cả đều là con đường tiến lên. Và khi mà các em mà học sớm ra trường làm việc, các em lại có một cái năng lực thực hành, có một cái giá trị để các em bổ sung tiếp tục vào con đường đại học, thì sự thành công của các em rất cao. Chị Xuân có thể nghiên cứu trong thị trường lao động của chúng ta và An Giang có nhiều người doanh nhân, nhiều người thành đạt, xuất thân của họ bắt đầu khởi điểm chỉ là những bậc trung cấp, cao đẳng, thậm chí là những cái bậc nghề mà họ đã tiếp tục hoàn thiện và họ vươn lên. Như vậy thì cái thị trường lao động hiện nay chọn nghề nghiệp là một yếu tố, một quy trình khoa học, và phải tính toán làm sao để ai chọn được sự phù hợp nhất thì người ta sẽ thành công nhất. Có người sẽ đi nhanh, có người đi thì từng bước, nhưng mà tất cả đều đích cuối cùng là ai tạo ra cho mình một cái giá trị nghề nghiệp, giá trị hành nghề gắn liền với cái trình độ văn hóa và trình độ nghề nghiệp thì chắc chắn người đó sẽ thành công trong cái thời kỳ của công nghệ số này. Chúc con chị sẽ có sự lựa chọn đúng đắn với sự giúp đỡ của chị và sẽ thành công. Vâng, xin được cảm ơn các ý kiến vừa rồi của các vị khách mời. Kính thưa quý vị, trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư thì việc đào tạo nghề được chính phủ nhìn nhận là một chuỗi công nghệ tạo ra nhân lực và bao gồm các bước từ tạo nguồn đến đào tạo và sử dụng nhân lực, gồm giáo dục tri thức kỹ năng cơ bản, định hướng nghề nghiệp sớm để tạo nguồn và đào tạo nghề theo yêu cầu của thị trường nhân lực và yêu cầu của phát triển công nghệ, quản lý nhân lực và tái đào tạo phát triển nhân lực theo chu kỳ công nghệ.
Đó cũng là cái xu hướng tất yếu và hài hòa thực tế giữa doanh nghiệp và chương trình đào tạo của nhà trường ở trong phát triển năng lực của người học nghề. Và hy vọng rằng qua chương trình tọa đàm ngày hôm nay thì sẽ giúp cho các bậc phụ huynh cũng như các em có thể hiểu rõ hơn về nhu cầu nguồn nhân lực và những cái định hướng lựa chọn những cơ hội phát triển và cơ hội tiếp cận tri thức, nâng cao tay nghề trong thời kỳ hiện nay. Và đến đây thì chương trình tư vấn hướng nghiệp và nhu cầu nhân lực đáp ứng của cách mạng công nghiệp lần thứ tư do Trường Cao đẳng Nghề An Giang kết hợp với Đài Phát thanh Truyền hình An Giang thực hiện cũng xin được khép lại. Một lần nữa chúng tôi xin được chân thành cảm ơn các vị diễn giả khách mời đã dành thời gian đến tham gia chương trình ngày hôm nay và xin cảm ơn sự góp mặt của các em học sinh. Chúng tôi cũng xin chân thành cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi và đặt câu hỏi cho chương trình. Xin kính chào tạm biệt.